Để hiểu hơn về tiệm cận đứng và tiệm cận ngang thì bây giờ chúng ta làm ví dụ 1, tìm tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Câu A. Bây giờ chúng ta xem này, tìm cái tiệm cận ngang thì rất đơn giản thôi, chúng ta thử cho x tiến ra cộng và trừ vô cùng xem bằng bao nhiêu thì đó là tiệm cận ngang, đúng không? Còn tiệm cận đứng thì người ta nói là cái x0 để cho mà khi mà x tiến đến x0 cộng hoặc x không trừ mà y tiến ra cộng hoặc trừ cuối cùng thì cái điểm x không đó là điểm nào? Điểm đó chính là cái điểm mà làm cho cái hàm số không xác định. Ví dụ như ở đây là x không sẽ bằng gì? X không sẽ bằng âm 2, còn ở đây x không bằng gì? X không bằng 0, chính là cái điểm mà làm cho hàm số không xác định đấy. Các bạn lưu ý nhé, thầy nói lại này, cái tiệm cận ngang thì rất là đơn giản rồi, chúng ta cứ cho x tiến ra cộng trừ cuối cùng xem y tiến đến đâu, đúng không? Còn tiệm cận đứng thì cái x0 đó là cái điểm gì? X0 đó chính là cái điểm mà làm cho hàm số không xác định. Ở đây là gì? Không xác định tại âm 2, ở kia sẽ không xác định tại 0, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm cụ thể xem thế nào nhé. Các có này. Các có. Lim của 2x 1 trên x cộng 2 khi x tiến đến trừ vô cùng bằng gì? Chúng ta sẽ chia cả từ cả mẫu cho x đi, thì chỗ này là 2 trừ 1 trên x trên 1 cộng 2 trên x thì sẽ bằng gì? Vậy sẽ bằng gì? Bằng 2. Và tương tự lim của 2x trừ 1 trên x cộng 2 khi x tiến đến cộng vô cùng cùng tương tự bằng gì? Bằng 2. Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà đây là thầy làm thêm cho các bạn hiểu thôi nhé. Đây có nghĩa là khi tiến ra cộng vô cùng thì nó sẽ tiến ra dần gần về 2, nó lại là kiểu thế này đấy. Còn khi tiến ra trừ vô cùng nó cũng tiến dần về 2, lại là kiểu thế này. Nó sẽ được là có hai nhánh, một nhánh sẽ tiến dần về bên này, nhánh tiến dần về bên này. Còn cụ thể đồ thị thế nào thì hôm sau chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Rồi từ đây chúng ta kết luận, vậy đường thẳng y bằng 2 chính là gì? Là tiệm cận ngang. Tiệm cận ngang của đồ thị. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm tiệm cận đứng. Tại cái chúng ta thử tại giá trị x bằng âm 2, đúng không? Vậy ta có này, lim của 2x trừ 1 trên x cộng 2 khi x tiến về âm 2 cộng, nghĩa là tiến về âm 2 nhưng lớn hơn âm 2. Âm 2 thì trên thử nó tiến về gì đây? Âm 2 này là âm 4 với một là âm 5. Âm 5 trên mẫu số là 0. Một số, âm 5 trên 0 thì là đã bằng vô cùng rồi, đúng không? Nhưng âm 2 cộng nghĩa là lớn hơn âm 2 một tí, lớn hơn âm 2 một tí, đúng không? Thì chúng ta cộng vào đây thì nó phải là gì? Phải là dương. Nghĩa là một số âm trên này là âm 5 chia cho dương 0 thì âm chia cho dương thì phải là bằng âm và bằng trừ vô cùng. Nghĩa là nó bằng vô cùng rồi, nhưng chúng ta phải xác định xem nó là trừ vô cùng hay cộng vô cùng. Chúng ta này, lim của 2x trừ 1 trên x cộng 2 khi x tiến đến 2 trừ. Đây tương tự như thế này, đến trừ 2 trừ. Âm 2 thì trên này là bằng âm 5 này, dưới này là gì? 0, nhưng mà đây trừ 2 trừ nghĩa là bé hơn âm 2 thì chỗ này là thành 0, nhưng mà là 0 không trừ, là trừ với trừ thành cộng, nghĩa là chỗ này sẽ là 5 chia 0 thì bằng vô cùng rồi, với trừ thành cộng, nghĩa là cộng vô cùng. Từ đây thì chúng ta kết luận thế nào? Nghĩa là thế này, đây là x bằng âm 2, được chưa? Khi x tiến đến âm 2 cộng nghĩa là lớn hơn âm 2 thì nó sẽ tiến đến trừ vô cùng, nghĩa là nó thế này. Còn tiến hơn âm 2 trừ thì nó tiến đến cộng vô cùng, nghĩa là
này, đúng không? Vậy có nghĩa là x bằng âm 2 là tiếp tục đứng. Vậy x bằng âm 2 là tiếp cận đứng của đồ thị. À, bây giờ chúng ta tương tự chúng ta làm câu B. Chúng ta tìm tiếp cận ngang trước, nghĩa là cho x tiến ra trong chiều cuối cùng thì đơn giản thôi. Ta có này, ln của căn bình phương của x bình cộng 1 trên x khi x tiến ra cộng vô cùng bằng gì đây? Cái này thì chúng ta chia cả từ đảm bảo cho x đi, đúng không? Chia cả từ đảm bảo cho x đi thì là đưa vào đây là x bình phương, thì này là còn một, còn cái này là một trên x bình, còn cái này là bằng một. Khi tiến ra vô cùng thì này bằng không, vậy còn một trên một là bằng một. Tương tự ln của căn của x bình cộng một trên x khi tiến ra trừ vô cùng, khi tiến ra trừ vô cùng thì bằng bao nhiêu? Chúng ta thấy là ln của này khi tiến ra thì chúng ta lại bằng gì? Chúng ta chia cả từ cả mẫu cho x, tuy nhiên x tiến ra đến trừ vô cùng có nghĩa là x âm, chúng ta có nghĩa x âm thì chúng ta phải thế nào nhỉ? Bằng âm thì chúng ta phải đặt cho âm ở ra ngoài thì chúng ta mới đưa trừ x vào trong được, đúng không? Đưa trừ x vào trong thì nó mới dương được, thì chỗ này là bằng 1 cộng trên 1 trên x bình phương trên 1, thì cái này tiến bằng gì? Cái này phải viết thứ y nhân của x tiến đến trừ vô cùng, thì tiến đến trừ vô cùng thì cái này bằng không, thì cái này bằng âm 1. Vậy chúng ta thấy chúng ta có hai tiệm cận ngang là y bằng 1 và y bằng trừ 1. Vậy chúng ta có, vậy y bằng 1 và y bằng trừ 1 là hai tiệm cận ngang của đồ thị, là hai tiệm cận ngang của đồ thị. Bây giờ chúng ta tìm tiệm cận đứng. Ta có ln của căn 2 x bình cộng 1 tất cả trên x khi x tiến đến 0 cộng 0 nhưng vẫn lớn hơn 0, đúng không? Thì hiển nhiên cái này nó sẽ tiến đến gì? Tiến đến vô cùng rồi, đúng không? Hiển nhiên nó tiến đến vô cùng rồi. Tuy nhiên là bây giờ chúng ta xác định xem là dương vô cùng hay là âm vô cùng. Thì ở đây nhé, tiến đến không cộng thì cái này dương, bên trên này là dương thì là cộng vô cùng. Còn ln của căn bằng 2 của x bình cộng 1 trên x bằng gì? Khi x tiến đến không trừ thì trên này là 1, đúng không? Dưới này là không thì là vô cùng rồi. Nhưng mà ở đây là không trừ là bé hơn không thì là nó vẫn còn âm, thì là 1 chia cho một số âm là ra số âm, thì là trừ vô cùng. Vậy chúng ta kết luận là gì? Vậy x bằng 0 là tiệm cận đứng. Đứng của đồ thị. Ở đây nó có liên quan đến một cái số cái khó khăn như là tính giới hạn. Các bạn nào mà quên thì xem lại nha. Ví dụ như giới hạn này nó rất là quen thuộc, đúng không? Ví dụ như cái này thì các bạn chia nó x dương rồi chia cả từ cả mẫu cho thì nó lại cho các bạn nào chơi hiểu được này nhé. Thì x tiến đến cộng vô cùng, x là dương tiến đến cộng vô cùng mà, cho nên chia cả từ cả mẫu cho x thì đưa cái x vào mặt thì sẽ bằng căn của gì đấy, 1 cộng 1 trên x bình trên 1.
Thì khi tiến đến vô cùng thì 1 chia cho vô cùng bằng 0, vậy trở lại bằng 0, 1 cộng 0 bằng 1, vậy căn 1 bằng 1, 1 trên 1 thì bằng 1. Đơn giản, nếu bạn nào quên thì xem lại kiến thức lớp 11 nhé.